5 cách cải thiện tâm lý, tăng cường sinh lý, đơn giản, hiệu quả, không mất nhiều tiền. Rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, suy giảm ham muốn, quan hệ đau giác, rối loạn cực khoái, cùng hàng loạt những biểu hiện bất thường khác trong chuyện yêu chính là lời cảnh báo bạn đang bị tình trạng yếu sinh lý. Tình trạng này nếu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất mà còn tác động mạnh mẽ đến tâm lý. Sự tự ti, mặc cảm và áp lực do bất thường trước những kỳ vọng của bạn tình có thể khiến các anh em cảm thấy mất phương hướng. Đặc biệt, đối với những anh em bị yếu sinh lý xuất phát từ những vấn đề tâm lý. Cách thứ nhất, khuyến khích phái mạnh, tin tưởng và cởi mở với bạn đời. Anh em nên mạnh mẽ chia sẻ những khó khăn với những người mình tin tưởng, đặc biệt là với đối tác. Tôi hiểu rất rõ, đây không phải là vấn đề dễ dàng và nhiều khi đối diện với sự ngại ngùng và lo lắng. Ai cũng vậy, chủ động bóc trần yếu điểm của bản thân cho người khác, đặc biệt là phái mạnh và phải nói mình yếu chuyện giường chiếu với người mình yêu thì khó khăn gấp 10 lần. Tuy nhiên, khi bạn chân thành mở lòng, bạn mới có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý, tạo cơ hội cho cả hai bạn đồng lòng, hỗ trợ và cùng nhau giải quyết vấn đề. Những khoảnh khắc chia sẻ không chỉ làm tâm trạng của bạn tốt lên, mà còn là cánh cửa dẫn tới cuộc sống tình dục trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn. Vừa được giải tỏa, vừa được yêu thương nhiều hơn, thì anh em tội gì mà không tranh thủ phải không ạ? Thứ hai, hãy xây dựng lại sự tự tin cho nam giới. Việc lắp ráp lòng tự tin và bơm căng lòng tự trọng thông qua những suy nghĩ tích cực và giao tiếp không chỉ là giải pháp hay mà còn là chìa khóa vàng để nâng cao sức khỏe tinh thần. Điều này có thể được thực hiện thành công bằng những cách đặt ra những mục tiêu tích cực để loại bỏ thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ tiêu cực. Những mục tiêu này có thể đơn giản là giải trí, xem phim, nghe nhạc, tập thể thao. Anh em cũng có thể tham gia những hoạt động cộng đồng để mở rộng những mối quan hệ khác, giúp bản thân không còn cảm giác mình chỉ là một cái bóng bên lề xã hội. Hãy chú trọng đến sức khỏe, rèn luyện thể thao không chỉ giúp các bạn có vóc dáng đẹp mà còn làm tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất. Hãy nhớ rằng khi bạn đấm vào bao cát, bạn cũng đang đấm bay đi mọi lo lắng trong cuộc sống. Cách 3, áp dụng bài tập tĩnh lặng để giải tỏa tâm lý. Tích hợp những hoạt động nhẹ nhàng như yoga, thiền, đọc sách, nghe nhạc thư giãn là một lối sống lành mạnh và là liệu pháp cải thiện sức khỏe tinh thần được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá cao. Những bài tập như vậy sẽ giúp nam giới trở nên bình tĩnh và thoải mái hơn về mặt tinh thần. Đặc biệt khi kết hợp với những phương pháp thư giãn khác như thở sâu, trạng thái tinh thần thoải mái này còn có thể tạo nên trải nghiệm tuyệt vời hơn trong các hoạt động phòng thể. Cách 4, liệu pháp Guy Emergery giúp giải tỏa tâm lý. Liệu pháp Guy Emergery còn gọi là liệu pháp hướng dẫn có hình ảnh. Đây là phương pháp tâm lý vi diệu giúp anh em cảm nhận được mọi thứ từ cái trạng đến nhiệt độ. Nó được ví von như thể anh em đang sống trong một bộ phim 4D. Liệu pháp được nhiều chuyên gia tâm lý dùng trong điều trị tình trạng bất thực tâm lý với mục đích khơi dậy và giải tỏa cảm xúc. Mọi cảm xúc tiêu cực được giải tỏa, tâm lý thoải mái sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng tình dục. Sự thay đổi rõ rệt này được 70% nam giới ghi nhận. Tuy nhiên, để tránh những tình huống giờ khóc giờ cười, anh em nên thực hiện theo những hướng dẫn của các chuyên gia tâm lý hoặc sử dụng bản ghi âm chuyên nghiệp và phải có sự giám sát của những người có kinh nghiệm chuyên môn các bạn nhé. Cách số 5 là hãy quan hệ tình dục đều đặn hơn. Nhiều anh em có suy nghĩ rằng là đang chán, đang bất lực thì phải ngừng chuyện giường chiếu để giữ sức khỏe. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là sai lầm. Vì các anh em ngừng hoàn toàn chuyện chăn gối, chẳng khác gì tự tay chặt đứng niềm vui của chính bản thân mình. Điều này đối với tình trạng sức khỏe hay tâm lý đều không tốt chút nào. Trong giai đoạn này, tần suất làm chuyện yêu có thể giảm, nhưng hãy cố gắng duy trì ít nhất khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Nó giống như liều thuốc bổ vậy. Các bạn có thể tạm thời không uống nhiều nhưng không nên loại bỏ hoàn toàn trong cuộc sống. Quan trọng là anh em không coi chuyện yêu với bạn tình là một nhiệm vụ bắt buộc mình phải hoàn thành. Đặc biệt, các bạn nên thêm chút gia vị trong mỗi lần diễn ra quan hệ thông qua những lời nói, cử chỉ, âu yếm, lãng mạn. Đơn giản hơn là hai bạn hãy thay đổi không gian và thời gian quan hệ để có những kích thích mới mẻ và lạ lẫm hơn. Điều này sẽ giúp các anh em cảm thấy thư giãn
giảm bớt áp lực và tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn hơn. Nếu sau khi đã áp dụng tất cả các biện pháp điều trị trên nhưng tình trạng đứt cánh giữa đường vẫn không được cải thiện, anh em hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tiến hành thăm khám kịp thời, phát hiện và tiến hành điều trị sớm và kịp thời. Trong các trường hợp anh em mong muốn đời sống tình dục quay về quỹ đạo vốn có mà vẫn đảm bảo sức khỏe của bản thân thì hãy liên hệ ngay với tôi cùng đội ngũ các y bác sĩ chuyên khoa nam khoa sẽ cùng nhau tìm ra vấn đề, tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị chuẩn y khoa dành riêng cho trường hợp của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video. Nếu các bạn thấy video này ý nghĩa thì hãy ấn vào nút like và chia sẻ đến với những người bạn của các bạn cần nó. Và đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay ở phía dưới. Hãy đăng ký kênh của bác sĩ Trần Thành Nam Khoa để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những video tiếp theo.